Tuyển Việt Nam làm gì để thắng Trung Quốc? Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Tuyển Việt Nam quyết tâm đánh bại Trung Quốc ở trong trận đấu lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10 vòng loại World Cup 2022. Thầy Park cùng học trò làm gì để hướng tới niềm vui? Sự quyết tâm, không phải cho tới khi trận đấu gặp Trung Quốc diễn ra, người hâm mộ huấn luyện viên Park Hang-seo hay tuyển Việt Nam mới đặt mục tiêu chiến thắng người hàng xóm ở trận đấu diễn ra vào khuya 7 tháng 10. Thực tế, ngay sau khi kết quả bốc thăm vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 công bố, mục tiêu giành 3 điểm trước đội bóng huấn luyện viên Litier đã được các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo đặt ra. Sở dĩ các cầu thủ tuyển Việt Nam rất muốn chiến thắng Trung Quốc đương nhiên nằm ở chuyên môn, khi đội bóng đến từ đất nước tỷ dân thực sự không quá mạnh so với các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Và khát khao muốn tìm kiếm 3 điểm đầu tiên tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022 không chỉ là âm ỉ mà đã được các cầu thủ Việt Nam thể hiện trên sân tập cũng như trong phát biểu trước khi trận đấu diễn ra. Tuyển Việt Nam quyết tâm giành 3 điểm, chắc chắn Trung Quốc cũng tương tự như thế, khi đoàn quân của huấn luyện viên Litier cũng đang trắng tay sau 2 lượt đầu tiên tại vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022. Điều này hứa hẹn tạo ra một trận đấu đáng xem như sự kỳ vọng từ người hâm mộ. Nhưng cần gì thêm để giành chiến thắng? Kết quả thế nào cũng phải chờ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc. Nhưng có thể thấy quyết tâm khát khao giành trọn 3 điểm của tuyển Việt Nam chỉ là yếu tố nhỏ để quyết định chiến thắng. Bởi lẽ như chính huấn luyện viên Park Seo từng khẳng định, ngoài yếu tố may mắn, quyết tâm, đoàn kết thì chuyên môn là điều đóng góp lớn nhất giúp mang về chiến thắng cho đội nhà ở nhiều giải đấu đã qua. Ở yếu tố này, dù Trung Quốc đang xếp dưới tuyển Việt Nam sau 2 lượt trận đầu tiên tại vòng sơ loại World Cup 2022, nhưng không có nghĩa đội bóng đến từ đất nước tỷ dân yếu hơn so với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Phải xác định đối thủ nhỉnh hơn về chuyên môn, thể hình cho đến cả sự chuẩn bị. Vì vậy, tuyển Việt Nam chủ động trong cách chơi, tâm lý nhập cuộc của mình thay vì tự tin thái quá và nhận quả đắng. Và trên thực tế, không ít lần kể từ sau khi xác định được các đối thủ ở vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022, đặc biệt ở trận đấu với Trung Quốc, thuyền trưởng tuyển Việt Nam đã phải kéo các học trò trở lại mặt đất bằng những yêu cầu cứng rắn. Cụ thể, huấn luyện viên Park Hang-seo từng yêu cầu các học trò không được phát ngôn về những trận đấu tại vòng sơ loại World Cup 2022 nói chung, hay với Trung Quốc nói riêng khi chưa được cho phép, có lẽ cũng nằm trong tính toán của thuyền trưởng người Hàn Quốc. Rõ ràng sự tự mãn hay tự tin thái quá là con dao hai lưỡi với tuyển Việt Nam khi mà đối thủ không quá mạnh, nhưng chắc chắn chẳng phải yếu, đặc biệt với một trận đấu quan trọng rất cần cái đầu phải tỉnh táo. Thế nên hãy cứ để Trung Quốc tự tin hơn những gì đội bóng này có và nhập cuộc với tư cách kèo trên đi. Còn thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ cần không tự ti, nhập cuộc với quyết tâm cao, chơi khôn ngoan, chính xác với cái đầu thật lạnh, niềm vui sẽ đến, chờ mà xem.